Xin chào tất cả các bạn nha. Hai cái con chó này bữa trước là mình đã quay lên rồi đó các bạn nha. Bữa là mình quay lên cái đây 8 ngày nha các bạn nha. Mình đã chích vaccine hai mũi rồi nha các bạn nha. Nay được chích mũi thứ hai được 8 ngày nha. Cái này là bữa nay nó lên tới 9 kg rồi nha các bạn nha. Dòng này là dòng mặt trơn nha. Mình bán với cái giá như vậy là 4 triệu nha các bạn nha. Kinh tế khó khăn này mình bán 4 triệu. Cặp này cặp cái nha các bạn. Đấy. Dòng dòng mặt trơn nha các bạn nha. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha. Cái này là có mình có ship như tất cả các tỉnh miền Tây và miền Bắc nha các bạn nha, gọi trong nước á. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai. Ai có nhu cầu mua của mình thì cứ alo cho mình rồi kết bạn rồi mình quay trực tiếp cho các bạn coi nha các bạn nha. Các bạn ưng con nào thì mình sẽ bán cho các bạn con đó. Cái nha các bạn nha, cặp này cặp cái. Dòng này dòng mặt trơn nữa các bạn nha. Ở nhà mình là mình nuôi hai dòng các bạn nha. Một dòng mặt nhăn và một dòng mặt trơn. Đây là mặt trơn nữa các bạn. Mình đã chích phát xin hai mũi thuốc của Mỹ nha các bạn nha. Đây rồi, đây này. Đây. Coi, cái mặt đây coi. Không có tật lỗi gì các bạn nhé. Chó là mình nuôi là rất là ok cho các bạn. Đây. Cái này mình quay có một mình thôi nha các bạn nha. Đâm ra không có người bắt, không có người bê. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Dàn cốt, dàn chân mình quay lại. Con nước này. Rồi, xin chào tất cả các bạn.